Trong tập trước, Phương Hàn cùng Như Ý Tử hẹn ước 7 ngày sau sẽ tử chiến trên Thiên Hình Đài. Trong thời gian này, hai bên đều muốn gia tăng thực lực, chuẩn bị đầy đủ chu đáo, đủ mọi mưu hèn kế bẩn để có thể giết chết đối phương. Phương Hàn cũng tranh thủ đến thăm Già Lam và Phương Thanh Tuyết, còn được Phương Thanh Tuyết hào phóng truyền thụ cho thần thông siêu cấp bờ rối mắc là tiểu túc mệnh thuật. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bát bộ phù đồ tổng cộng có 8 tầng, có 8 kiện hạch tâm trí bảo, lò đan gọi là bát bộ rong lô, là tổng quản toàn bộ nguyên khí tòa tháp, giúp các kiện trí bảo khác liên kết với nhau, mà mộ cổ, thần trung dùng để độ hóa thanh tâm, luyện hóa tâm ma. Về phần Minh Vương phủ, Liệt Thiên kích là vũ khí công kích hàng phục ma đầu, còn Thủy Tinh cầu, Thiên mệnh cầu chỉ dùng để suy tính thiên cơ, nhìn ra tương lai, mà tràng hạt gọi là bà san niệm châu, càng thêm huyền ảo, đại biểu cho sự nhẫn nại, kiên nhẫn. Nếu như người tu hành mang theo tràng hạt này, là mỗi việc đều có lực nhẫn nại không gì sánh kịp. Bà sa chính là mang ý nghĩa nhẫn nại. Khi 8 kiện trí bảo đều hóa thành hạ phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ phát ra biến hóa kinh thiên động địa, chính thức có chút thành tựu, có sức mạnh không gì phá nổi. Khi 8 kiện trí bảo đều hóa thành tuyệt phẩm đạo khí, bát bộ phù đồ sẽ chính thức đại thành, trấn áp chư thiên, vận chuyển tạo hóa, có thể giết chết cao thủ cấp bậc hoàng thiên. Như Ý Tử thì không thể nào độ hóa được rồi, nhất định phải giết chết hắn, cho dù chết, Vũ Hóa Môn cũng sẽ để hắn chết có thể diệt. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lẽo nói, trái lại Long Đạo Nhân, ta có thể độ hóa. Mục Đạo Nhân, ngươi biết tình huống của Long Mộc Tinh, chờ ta triệt để giải quyết xong Như Ý Tử, sẽ đi Long Mộc Tinh độ hóa hắn. Ngươi có bằng lòng đi hỗ trợ không? Đương nhiên, Long Đạo Nhân là bạn tốt của ta, bây giờ còn trầm luân trong bể khổ. Ta tự nhiên không đành lòng nhìn hắn phát rồ xuống dốc như vậy, tới trợ giúp hắn đi vào chính đạo, đó là chuyện tình nghĩa bất dung từ. Mục Đạo Nhân niệm một câu Phật hiệu, mặt mũi hiền lành, giống như là một vị đại sĩ từ bi. Phương Thanh Tuyết thấy vậy mà há hốc mồm. Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Phương Hàn khẽ vẫy tay, soạt, kiện thần kiếm này chiếm được rất nhiều chỗ tốt, lúc này đã trở lại tay mình, hình thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân kiếm tùy ý chấn động, không gian bốn phía vỡ vụn, tùy ý khô lên, bốn phương tám hướng trong hư không truyền tới tiếng lôi đình, đều tụ lại trên thân kiếm. Sau đó lôi đình trên thân kiếm khẽ lưu truyền, liền biến thành từng đạo lôi long ngũ trảo, hò hét khắp nơi, phun ra một đám tia chớp hình cầu. Phương Hàn vận dụng một chút thần niệm, không ngờ phát hiện ta trong Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm có nhiều hơn một môn bí quyết gọi là Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương, không ngờ lại là một trong những thần thông của Phương Thanh Tuyết. Có thể tưởng tượng, trong Bất Diệt Điện Phù cũng nhận được truyền thừa của Đại Hỗn Độn Lôi, uy lực của hai kiện đạo khí đều tăng vọt. Phương Thanh Tuyết cũng không có thu hồi lại Bất Diệt Điện Phù, mà là quát to một tiếng, đạo điện phù này vây lấy rồi xoay tròn quanh người Phương Hàn, cùng phối hợp với Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Phương Hàn, còn 7 ngày nữa, ngươi chuẩn bị giết chết Như Ý Tử. Nếu như Như Ý Tử mượn được Đại Hoang Cổ Lô, vậy chỉ sợ ngươi chưa đủ thực lực để giết chết hắn. Bất Diệt Điện Phù cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm phối hợp, có thể chém phá Đại Hoang Cổ Lô, cuối cùng giết chết hắn. Cuối cùng Phương Thanh Tuyết đã quyết định, vẫn là đem Bất Diệt Điện Phù cho Phương Hàn mượn để giết chết Như Ý Tử. Đa tạ sư tỷ, nguyên bản ta có 7 phần nắm chắc có thể giết chết Như Ý Tử, hiện tại có tới 9 thành rồi. 7 ngày này, chúng ta ở trong Bát Bộ Phù Đồ tu luyện, tích xúc tinh thần, đến lúc đó có thể dễ dàng giết chết tên tai họa kia rồi. Phương Hàn thầm mừng rỡ, hiện tại chuyện ngươi khiêu chiến Như Ý Tử đã truyền bá ra ngoài, cũng không biết sẽ tạo thành oanh động thế nào tới giới tu đạo. Đây quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, nhưng mà Như Ý Tử ở bên ngoài có kết giao với vài tên cự đầu, gọi là Tam Tiên Nhị Lão, lần này nhất định sẽ tới quan chiến, ngươi phải cẩn thận đấy. Phương Thanh Tuyết nhắc nhở. Tam Tiên Nhị Lão, Như Ý Tử là Như Ý Tiên, còn có một kẻ tên là Mỹ Tu Tiên, một kẻ là Đồng Cước Tiên, gọi là Tam Tiên, một lẻ là Phất Vân Tẩu, một kẻ là Lô Lan Bà, gọi là Nhị Lão, là một vài tên hồ bằng cầu hữu ở bên ngoài của Như Ý Tử. Bất quá ta đã xác định khiêu chiến với Như Ý Tử, trên Thiên Hình Thai, bọn họ dám xuất thủ tương trợ sao? Đây chính là khiêu chiến với quyền uy của Vũ Hóa Môn đó. Phương Hàn cười lạnh, vài tên hồ bằng cầu hữu của Như Ý Tử là Tam Tiên Nhị Lão, hắn đã sớm biết từ miệng Yên Thủy Nhất, nhưng mà hắn cũng không sợ bọn chúng phá rối. Vài tên tán tu, sao phải sợ? Có bối cảnh là đại môn phái, vạn cổ cự đầu cũng không dám đắc tội. Thế nhưng loại tán tu này thực sự không phải sợ gì. Tốt lắm, ta cũng vào trong Bát Bộ Phù Đồ một chút, hào hào tìm hiểu huyền diệu của Đại Hỗn Độn Lôi pháp. 7 ngày sau sẽ ra nhìn xem Phương Hàn ngươi đại triển phong thái, như thế nào giết chết Như Ý Tử. Đây là chuyện tình giới tu đạo vạn năm khó gặp, nếu không kiến thức cũng uổng cả đời này. Phương Hàn, ta cũng thật không ngờ, lúc đem ngươi vào Vũ Hóa Môn lại sinh ra một nhân vật vĩ đại như vậy. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi xuống, sư tỷ khen chật rồi. Ban đầu là ta thu được Hoàng Tuyền Đồ, ăn vào cửu khiếu kim đan, bái Bạch Hải Thiện làm vi sư, lại nói chính là lợi dụng sư tỷ tiến vào Vũ Hóa Môn, nhưng mà sư tỷ vì tu luyện thần thông, bỏ qua mất mấy ngàn năm thọ nguyên, ta nhất định sẽ tìm đan dược có tác dụng gia tăng thọ nguyên về cho sư tỷ. Phương Hàn ngưng trọng nói, ta Phương Hàn, bổn sự khác không có, nhưng am hiểu nhất chính là cấp pháp bảo cùng đan dược, cho dù có lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, cũng kiếm được đan dược về cho sư tỷ. Không cần, cho dù có đan dược gia tăng thọ nguyên, ta cũng không phục dụng, tu đạo vốn là chuyện đập nồi dìm thuyền. Lần này ta dùng mấy ngàn năm thọ nguyên thi triển tiểu túc mệnh thuật đổi lấy vài môn thần thông, chính là đã đoạn tuyệt đường lui của mình, cũng đã quyết tâm đánh sâu vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Nếu như không đột phá được, vậy để cho ta triệt để biến mất đi, ta tuyệt đối không cam lòng, 1000 năm tu luyện lại vĩnh viễn không thể nào đột phá. Trong giọng nói của Phương Thanh Tuyết lộ ra một cỗ khí thế một đi không trở lại. Sư tỷ, tỷ đập sạch như vậy, dũng khí này tuyệt đối hơn ta. Phương Hàn bội phục, lần này là chính thức bội phục tỷ. 20 năm thọ nguyên, chỉ có 20 năm thọ nguyên, đến lúc đó vạn nhất dầu hết đèn tắt. Phương Hàn nghiêm nghị kính nể, nhìn vị nữ tử tàn nhẫn đối với người khác, đồng thời cũng tàn nhẫn đối với chính mình này, trong lòng hắn thật sự sinh ra tôn kính. Những thứ khác không cần nói, tu luyện thôi, bên ngoài chắc hẳn đang rất chấn động à. Phương Thanh Tuyết triệt để nhắm mắt lại, hiện tại nàng chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, phải giành giật từng giây, cướp đoạt nguyên khí, dũng mãnh tiến lên, không thể trì hoãn dù là nửa điểm, nếu không khi thời gian vừa hết, nàng sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Giờ khắc này, trong Bát Bộ Phù Đồ có rất nhiều người đều khắc khổ tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ có 7 ngày, Phương Hàn sẽ cùng Như Ý Tử quyết một trận chiến kinh thiên động địa. Bất quá bọn họ tu luyện cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, thế nhưng sau đó 3 ngày, cả giới tu đạo đều biết một tên đệ tử thần thông bí cảnh của Vũ Hóa Môn khiêu chiến với một vị vạn cổ cự đầu, hơn nữa lại là sinh tử quyết chiến. Nguyên bản, chỉ cần người có kiến thức một chút, sẽ cảm thấy tên đệ tử kia là một kẻ điên, căn bản khinh thường không thèm để ý, thế nhưng lần này lại bất đồng, tên đệ tử thần thông bí cảnh kia chính là Phương Hàn. Phương Hàn là ai? Thanh danh của hắn trên giới tu đạo đã lên cao vùn vụt, đầu tiên là tìm được di vật của Hoàng Tuyền Đại Đế, sau đó chém chết đệ tử Kim Đan của Thái Nhất Môn, đem Kim Đan hiến cho Linh Lung Tiên Tôn, lại ở trên đại yến của Linh Lung Tiên Tôn đánh bại Huyết Vũ Dương, Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi, Ma Xuất, chiếm được truyền thừa Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Sau khi rời khỏi Linh Lung Phúc Địa, lại gặp phải Thiên Đạo lệnh truy sát, Vạn Cổ Cự Đầu Long Đạo Nhân, Mục Đạo Nhân đều không thể giết chết được hắn. Loại tin tức này giống như ôn dịch truyền ra trong giới tu đạo, ai cũng biết Phương Hàn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, giống như Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh đều có thể chống lại Vạn Cổ Cự Đầu trường sinh bí cảnh. Hiện tại, thậm chí vị trí thứ nhất trong trường sinh dự khuyết bảng chính là cái tên Phương Hàn. Nhân vật như vậy, khiêu chiến với Vạn Cổ Cự Đầu cũng thật rất có khả năng. Tất cả mọi người đều nghị luận về trận chiến này, đều chờ mong nhìn xem một kẻ thần thông bí cảnh có thể chiến thắng Vạn Cổ Cự Đầu hay không. Tin tức rất nhanh được truyền bá đi. 3 ngày sau, cơ hồ là tất cả đại môn phái tiên đạo, đại môn phái ma đạo, đại môn phái yêu đạo, thậm chí cả ma tộc trong lòng đất, Lục Đạo Minh, Cửu Đình Hiên, Thiên Đạo các ba đại thương hội, hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc, một vài môn phái tán tu cường đại cũng biết chuyện này, thậm chí tất cả cao thủ đều nghĩ muốn đi tới Vũ Hóa Môn quan sát một phen. Hảo khí phách, hảo khí phách, không thể tưởng được Phương Hàn ngươi lại gặp nguy mà không sao, đào thoát khỏi bàn tay Vạn Cổ Cự Đầu đuổi giết, bình an trở lại Vũ Hóa Môn, hơn nữa lập tức ra tay, quyết chiến với Vạn Cổ Cự Đầu. Khí phách bực này, Ứng Thiên Tình ta thật mặc cảm, bất quá ta không bởi vì thua trong tay ngươi mà chán nản, thần thông bí cảnh giao đấu bại trận cũng là bình thường, ai tiến vào trường sinh bí cảnh trước, trở thành Vạn Cổ Cự Đầu mới thực sự là thành tựu. Trong làn gió sắc bén, Ma Xuất Ứng Thiên Tình trong tay cầm một phong thư, đứng trên đỉnh núi cao ngất nhìn về phương xa, dưới chân hắn, cả tòa núi lớn đều là một màu trắng noãn, đây là sân môn của Tiên Thiên Ma Tông, tự nhiên là một tòa núi bạch cốt, toàn bộ đều do hàng tỷ bạch cốt trồng chất mà thành, trên cổ sơn có rất nhiều cung điện, sừng sững mà đứng, không ngờ cũng được kiến tạo bằng bạch cốt làm núi, bạch cốt làm cung điện, phát ra dày đặc ma khí, bùng lên ngút trời, đây mới chính thức là ma môn, có khí chất của ma đạo, nhìn thoáng qua một cái cũng phát hiện bất đồng rõ ràng với tiên đạo. Tình nhi, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện thua trong tay Phương Hàn sao? Một thanh âm vang lên sau lưng Ứng Thiên Tình, Ma Xuất vội vàng nhìn lại, là một người trung niên văn sĩ, mặc cẩm y, giống như sĩ phu trong thế tục, da mặt mịn màng như ngọc, phát ra một cỗ khí tức nho nhã. Hắn lập tức cúi đầu nói, phụ thân đại nhân, người trung niên văn sĩ này cự nhiên là đệ nhất cao thủ danh chấn thiên địa của Ma Môn, sau Hoàng Tuyền Đại Đế, hắn chính là vi tôn của Ma Môn. Tiên Thiên Đại Đế, Ứng Tiên Thiên, đây là tin tức mới nhất sao? Phương Hàn kẻ này thuận lợi trở lại Vũ Hóa Môn, sau đó còn khiêu chiến Như Ý Tử. Ứng Tiên Thiên nhìn bức thư trong tay Ma Xuất, khẽ cười nói, nguyên lai phụ thân đại nhân đã biết. Ma Xuất chấn động nói, ta đang bế quan liền nhận được lục đạo tán nhân dùng lục đạo bảo giám truyền tin tới, cho nên mới biết chuyện này, ta cũng rất có hứng thú đối với tên Phương Hàn này. muốn đi Vũ Hóa Môn quan sát một phen. Đáng tiếc, chuyện tình năm đó giữa ta và Phong Bạch Vũ vì một nữ tử, cả hai đều bị phản bội, cho nên thật sự không muốn thấy hắn. Ứng Tiên Thiên thở dài một tiếng, chiếm được Thiên Hoàng Kính. Gần đây tu vi của Phong Bạch Vũ tiến triển rất nhanh, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giao thủ. Bất quá từ khi ta thua trong tay Tâm Ma lão nhân, liền tìm hiểu được ma môn cực hạn, cảnh giới đã sớm đã cao hơn một bậc so với Phong Bạch Vũ. Ngày khác tương kiến, có thể giải quyết nhân quả năm đó. Phụ thân đại nhân cùng Phong Bạch Vũ đều bị một nữ tử phản bội sao? Là Linh Lung Tiên Tôn. Ma Xuất dò hỏi, hắn trái lại biết cách đối xử trong ma môn. Có hỏi chuyện này, Ứng Tiên Thiên cũng sẽ không trách tội. Lần này con đi Linh Lung Phúc Địa mừng thọ, chứng kiến Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra đại nguyện vọng thuật, đánh bại Hoàng Thiên cùng Hỗn Thiên Đạo Nhân, khí thế quả thật có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Chỉ có nữ tử ưu tú như vậy mới đáng để phụ thân đại nhân theo đuổi a. Ngươi đoán sai rồi, không phải là Linh Lung Tiên Tôn. Đối với Linh Lung, ta chỉ có bội phục, ngưỡng mộ, trừ những thứ đó ra, không còn bất cứ ý nghĩ nào khác. Hơn nữa Linh Lung sẽ không thuộc về bất cứ kẻ nào, nàng thuộc về tiên giới, thuộc về truyền kỳ, thuộc về truyền thuyết, vĩnh viễn không phải người có thể nắm giữ. Nàng là người muốn thoát khỏi xiềng xích vận mệnh. Nữ tử mà ta cùng Phong Bạch Vũ tranh đoạt, giống như một ngôi sao, sáng chói mắt, không thuộc về Hoàng Huyền Đại Thế Giới. Ứng Tiên Thiên thở dài thật sâu nhớ lại, Vô Cực Tinh Cung, Vô Cực Tinh Cung, nữ tử kia chính là cung chủ của Vô Cực Tinh Cung. Trong miệng của hắn nói ra bốn chữ, Vô Cực Tinh Cung, đó là môn phái gì? Ma Xuất hỏi, đó là một ngôi sao thần bí, còn cổ xưa hơn nhiều so với Thái Nhất Môn, còn có môn phái cự đại là Quần Tinh Môn, hiện tại chỉ là một chi nhánh mà nó lưu lại thôi. Ứng Tiên Thiên nói, lần này, ngươi thay ta tới Vũ Hóa Môn để xem Phương Hàn cùng Như Ý Tử giao thủ đi. Phụ thân đại nhân, con sẽ không đi đâu. Ma Xuất nói, Phương Hàn là đối thủ của con sớm muộn gì cũng đánh bại hắn. Khi nào tu vi còn chưa vượt qua hắn, cũng không nguyện ý đối mặt với hắn. Cũng tốt, ngươi có ý nghĩ như vậy, rất tốt, là một trong những nhi tử kiệt xuất nhất của ta. Sau này đại vị trưởng giáo của Tiên Thiên Ma Tông, sớm muộn gì cũng truyền cho ngươi, bằng không ta cũng không truyền Mạt Pháp Chi Nhãn cho ngươi. Ứng Tiên Thiên trông thấy Ma Xuất cự tuyệt, ngược lại trong lòng rất vui vẻ, không thể tưởng được con lại được phụ thân đại nhân xem trọng như vậy, đáng tiếc, con lại bại bởi Phương Hàn, khiến phụ thân đại nhân mất mặt rồi. Ma Xuất cúi gằm mặt xuống, không trách ngươi, cũng không phải ngươi bại bởi Phương Hàn, mà là ta bại bởi Hoàng Tuyền Đại Đế. Ngươi giao phong cùng Phương Hàn, nhưng thật ra là Ứng Tiên Thiên ta giao phong cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đã quá cố. Hoàng Tuyền Đại Đế không hổ là người kiệt xuất nhất trong vạn năm qua của ma môn ta, ma công cao thâm, cho dù sau khi chết, số mệnh cũng vẫn luôn bao lấy truyền nhân của hắn. Ứng Tiên Thiên lắc đầu, đúng rồi, phụ thân đại nhân, người nói nếu như Hoàng Tuyền Đại Đế còn sống, cùng Tâm Ma lão nhân, ai sẽ mạnh hơn? Ma Xuất lại lần nữa hỏi, Tâm Ma lão nhân được phụ thân đại nhân bội phục, hắn có thể sánh vai với Hoàng Tuyền Đại Đế chứ? Không thể so sánh. Ứng Tiên Thiên nói, Hoàng Tuyền Đại Đế đã triệt để thoát ly ma đạo, nắm giữ luân hồi lực, tu luyện đại luân hồi thuật, cơ hồ có thể so sánh với đại nguyện vọng thuật của Linh Lung. Nếu như hiện tại Hoàng Tuyền Đại Đế sống lại, Linh Lung cũng không đánh bại được hắn. Tại trên lực lượng thuần túy, Tâm Ma lão nhân không thể so với Hoàng Tuyền Đại Đế, nhưng mà cảnh giới của Tâm Ma lão nhân phi thường huyền diệu, hắn đã tiếp cận cảnh giới vô thượng tâm ma, cho dù triệt để giết chết hắn, chỉ cần trong vũ trụ này có sinh linh nào đó trong đầu xuất hiện tâm ma cường đại tới cảnh giới nhất định, hắn sẽ trọng sinh. Tâm ma tự đến, tâm ma tự đi, đây là cảnh giới tối cao nhất của ma môn chúng ta. Tâm ma tự tại, trong thiên đạo còn có vật gì cao hơn trời? Chỉ có một, đó chính là tâm ma. Trong thiên đạo còn có vật gì cao hơn trời? Chỉ có tâm ma. Ma Xuất lẩm bẩm mấy lời này, tựa hồ như đang lĩnh ngộ được cái gì đó, nhưng mà còn chưa nắm bắt được. Ta nghĩ nếu như Phương Hàn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, Tâm Ma lão nhân cũng sẽ chú ý tới hắn. Tâm Ma lão nhân vẫn muốn tìm một truyền nhân trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới, hắn đã tìm được, đó chính là Tiêu Phi của Thông Thiên Kiếm Phái. Đánh tiếc kẻ này lại kém Phương Hàn quá xa. Tiêu Phi đương nhiên không bằng Phương Hàn, nhưng mà trong giới tu đạo mà nói, hiếm có được kẻ nhân tài như Phương Hàn. Kẻ này kinh thái tuyệt diễm, tương lai thành tựu chắc chắn không thấp, nhưng mà trên người Phương Hàn còn có số mệnh của Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên mọi việc mới thuận lợi như vậy. Phụ thân đại nhân, bộ dạng của Ma Xuất rất phục tùng nói, khí vận, thứ này hư vô mờ mịt, ai cũng không nói rõ được, nhưng mà ngươi đã không muốn đi, vậy hãy cùng ta tiến vào ma cung đi, ta sẽ trợ giúp ngươi vận dụng Mạt Pháp Chi Nhãn, nhìn hết thảy động tĩnh của Vũ Hóa Môn. Ta luyện Mạt Pháp Chi Nhãn chính là để xem xét chư thiên thế giới, ta không thể thấy được chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài thiên hình đài. Vị đệ nhất nhân ma môn Ứng Tiên Thiên này phát tay một cái, viên Mạt Pháp Chi Nhãn trong mi tâm Ma Xuất lập tức bay ra. Viên Mạt Pháp Chi Nhãn này là do Ứng Tiên Thiên cùng rất nhiều vạn cổ cự đầu Tiên Thiên Ma Tông liên thủ luyện chế ngàn năm mới thành, thượng phẩm đạo khí, tuy không bằng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, bất diệt điện phù, thế nhưng khi ở trong tay Ứng Tiên Thiên, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, trà xét chu thiên thế giới, không gì không làm được. Đa tạ phụ thân đại nhân, lần này tìm hiểu được ma pháp trì nhãn, theo dõi Vũ Hóa Môn, còn có thể bước vào thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, hy vọng có thể vượt trước Phương Hàn một bước, bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Ma Xuất biết, lần này là một cơ hội tốt. Ngươi khổ sở mê luyến nữ tử Phương Thanh Tuyết, tiến triển thế nào rồi? Nghe nói Vũ Hóa Môn vì tăng cường tu vi cho nàng, đặc biệt để nàng tiến vào chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, dùng vô số nguyện lực của sinh linh, thiên ma nhằm tăng cường tu vi cho nàng, thậm chí còn từ nơi cuồng lôi xa xôi thu lấy tinh khí tia chớp cho nàng. Ngươi có biết hiện tại nàng tu luyện tới cảnh giới nào rồi không? Ứng Tiên Thiên đột nhiên hỏi. Con thua ở trong tay Phương Hàn, sau đó vẫn luôn tĩnh tu, chuyện tình của Thanh Tuyết tạm thời quên mất. Ma Xuất nói, được, đa tình mà vong tình, ái tình từ thâm sâu đến lạnh nhạt, đây cũng là một cảnh giới, để ta dùng mạt pháp chi nhãn, nhìn trạng thái của nàng xem. Ứng Tiên Thiên phất tay, xé mở một khe không gian, sau đó mãnh liệt bước chân vào thời không phong bạo, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Loại thủ đoạn trực tiếp dùng lực xé rách không gian này, lợi hại hơn rất nhiều so với đại na di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng, chỉ là người có lĩnh ngộ cực kỳ cường hãn với không gian, thời gian mới có thể thi triển được, nhưng mà cảnh giới của Hận Thiên Thần Hoàng còn yếu, há có thể so được với vị ma đạo đệ nhất nhân Ứng Tiên Thiên này. Bằng không, nếu đại na di thuật tu tới cực hạn, có thể trong nháy mắt xuyên qua 10.000 đại thế giới, xé rách chứng ngại của thế giới, đây cũng là điều mà Ứng Tiên Thiên không thể so được. Sơn môn của Thông Thiên Kiếm Phái, Tiêu Phi lặng lặng ngồi trong hành cung của mình, bên cạnh hắn có ngồi một vị cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên, đại trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái. Vị đại trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái này cũng có quan hệ rất tốt với Phương Hàn, đã từng thu 100 vạn tấm nguyên anh đan của Phương Hàn, đổi ra là 200–300 triệu bạch dương đan, quan hệ cá nhân khẳng định là rất tốt. Tiêu Phi, lần này ngươi thua ở trong tay Phương Hàn, cũng không nên kết thù. Phương Hàn kẻ này quả thật rất cường hoành, ta không thể phủ nhận, người này vạn năm cũng khó có một. Lần này hắn có thể khiêu chiến Như Ý Tử, song phương tiến hành sinh tử đổ ước, ta cũng đã nhận được tin tức. Trưởng giáo sư Tôn đặc biệt ban thưởng cho ngươi một tấm liệt không phù, có thể dùng một lần để xé rách hư không, có thể di chuyển trong phạm vi 300.000 dặm. Ngươi có thể dùng 4 ngày này đi tới Vũ Hóa Môn, trưởng giáo sư Tôn đặc biệt để ta dặn dò ngươi, hãy tạo mối quan hệ tốt đẹp với Phương Hàn. Phùng Phi Thiên lấy ra một hộp ngọc, bên trong có một tờ thần phù ẩn chứa lực lượng không gian lực vô cùng cường hoành. Từ Thông Thiên Kiếm Phái đến Vũ Hóa Môn, nhất định phải phi hành mất 1 tháng, chỉ có dùng lực lượng xé rách không gian mới có thể rút ngắn thời gian. Không có vấn đề gì, ta đã đáp ứng Phương Hàn, cùng hắn thành lập đội ngũ chấp pháp, với thủ đoạn của hắn, nhất định có thể tung hoành tiên đạo, hiện tại cũng có thể tạo thành một thế lực cực đại trong tiên đạo thập môn. Tiêu Phi tiếp nhận đạo liệt không phủ này, sau đó đứng dậy, trực tiếp bay ra khỏi Thông Thiên Kiếm Phái, lặng lặng đứng trên không trung, bốn phía không người, hắn cúi đầu nói, tiền bối, ngay cả người cũng muốn ta đi dựa vào Phương Hàn sao? Đúng vậy, ngươi biết vì sao ta một mực không chịu nhận ngươi làm đệ tử không? Tư chất của ngươi tuy rất tốt, thế nhưng không thích hợp để tu luyện đại tâm ma thuật của ta, mà Phương Hàn kẻ này quỷ dị đa đoan, ta có thể thấy được bóng dáng vô thượng tâm ma trên người hắn. Ngươi đi tìm hắn đi, đầu nhập vào hắn, huyền hoàng đại thế giới chuẩn bị gặp một đại kiếp nạn xưa nay chưa từng có. Ngươi đi theo hắn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không cứ ở trong Thông Thiên Kiếm Phái, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Kiếp nạn buông xuống, Thông Thiên Kiếm Phái cũng không biết tồn tại được bao lâu. Trong lòng của hắn truyền tới thanh âm này, dường như từ trong thời không vô cùng xa xôi. Cái thanh âm này lại chính là của Tâm Ma lão nhân. Nguy cơ gì? Thông Thiên Kiếm Phái của tiểu nhân không thể bảo trụ sao? Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Phi bị dọa cho nhảy dựng lên, cơ hồ muốn rơi xuống mặt đất. Đây cũng là thiên cơ, không thể nói cho ngươi. Đi đi, hãy đi theo Phương Hàn. Lời nói của Tâm Ma lão nhân, ngoại trừ Tiêu Phi ra, không còn có bất cứ người nào có thể nghe thấy. Thanh âm này ở sâu trong nội tâm, thuộc về môn thần thông tự vấn tâm, ai cũng không thể nghe được. Tiêu Phi khẽ cắn môi, đột nhiên xé rách liệt không phủ trên tay, một cỗ lực lượng mênh mông xé rách không gian, hiện ra vô cùng vô tận thời không phong bạo. Sau đó cỗ lực lượng này bao lấy hắn, để hắn tiến tới trung tâm, sau đó biến mất không thấy. Huyền hoàng đại thế giới, giống như một quả trứng gà cự đại trôi nổi trong vũ trụ tinh không, cho dù là ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ, cũng không bằng 1/10 của huyền hoàng đại thế giới. Từng dòng khí lưu vây chung quanh huyền hoàng đại thế giới, mỗi một đạo không biết dài mấy trăm tỷ km. Đây là thiên cương đại khí, từ vũ trụ tinh không nhìn lại, nó là một thế giới độc lập, địa vị vô cùng tôn quý. Chung quanh của nó, toàn bộ đều là tinh vân dày đặc, dường như dựa vào nguyên khí của đại thế giới này để tầm bổ. Trong mỗi một tinh vân, đều có trăm ngàn khối tinh cầu. Nếu như lúc này có vài vị cao thủ cực kỳ cao minh như Tiên Thiên Đại Đế Phong Bạch Vũ, Hỗn Thiên Đạo Nhân, Tâm Ma lão nhân, Xích Uyên Ma Tôn, từ đằng xa nhìn qua huyền hoàng đại thế giới, sẽ phát hiện Trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới như quả trứng gà này có vô tận mênh mông nguyên khí, tràn ngập áp xúc, khí tức cực lớn, quả thực là không gì sánh kịp. Trên trục tuyến tựa hồ còn cất giấu một pho tượng, đủ có thể thôn phệ tất cả quái vật khổng lồ bên trong tinh không, cướp đoạt cả khí vận của huyền hoàng đại thế giới, lại tựa hồ như người thống trị cả đại thế giới. Không hề nghi ngờ, trên trục tuyến này tựa có cất giấu một môn phái mạnh nhất của huyền hoàng đại thế giới, đệ nhất tiên đạo chi môn, Thái Nhất Môn, sở hữu tiên khí vĩnh hằng thần lô mà không một môn phái nào có. Sơn môn của Thái Nhất Môn đúng là nằm trên trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới, từng tòa cung điện, núi lớn, toàn bộ đều lăng không phiêu phù ở vô cùng vô tận hư không. Thái Nhất Môn tồn tại giống như linh lung phúc địa, là một trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới, tạo thành một thời không độc lập. Tại giữa cái thời không độc lập này, thậm chí còn có một khoảng mặt trời, vĩnh viễn chiếu rọi khắp hư không. Bên trong thời không độc lập này, không có bất cứ địa phương nào có bóng tối. Giữa không trung của thời không độc lập này, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nguyên khí tiên giới tươi mát, người thường thậm chí chỉ cần hít một ngụm, có thể sống thêm được mấy năm. Nếu như tu luyện trong này, không biết có bao nhiêu chỗ tốt, vô số đệ tử tu luyện ở giữa thời không độc lập này, nhất là ở biên giới của thời không này, còn có một đường hầm đen kịt, tựa hồ như là thông tới một vài chiến trường dùng để lịch luyện. Đây là trùng động mà Thái Nhất Môn bố trí. Tại huyền hoàng đại thế giới, thậm chí vực ngoại ngôi sao đều có cứ điểm. Nói cách khác, nếu có đệ tử ở bên ngoài gặp nạn, đệ tử bên trong lập tức có thể thông qua trùng động trực tiếp tới bất cứ một chỗ cứ điểm nào trên huyền hoàng đại thế giới cứu viện. Mà trung ương Thái Nhất Môn lại là một tòa điện phủ. Tòa điện phủ này lớn gấp trăm lần Vũ Hóa Thiên Cung. Phía trên điện phủ có một bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ to Vĩnh Hằng Thần Điện. Đây là hạch tâm chi địa của Thái Nhất Môn. Tòa cung điện này cũng không phải thực thể, mà là nguyên khí tiên khí của Vĩnh Hằng Thần Lô biến hóa thành một cái điện phủ, nhưng mà cũng không khác gì cùng điện thật. Yên Thủy Nhất lúc này đang bước trên bậc thang của Vĩnh Hằng Thần Điện. Chúc mừng đại sư tỷ, chúc mừng đại sư tỷ, đã một bước lên trời, trở thành vạn cổ cự đầu, chính thức bước chân vào trường sinh bí cảnh. Một đoàn đệ tử của Thái Nhất Môn vây bên cạnh Yên Thủy Nhất, đều là thiên cổ tiểu cự đầu cấp bậc kim đan, cũng có thần thông cửu trọng, thập trọng cường giả, Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất, Chu Sử Nhất. Những nhân vật này đều cúi đầu trước Yên Thủy Nhất, xem ra Thái Nhất Môn thật sự có khí vận rất dày, vô cùng hưng thịnh. Sau khi sư tỷ bước vào trường sinh bí cảnh, chữ nhất kia nên bỏ đi, hẳn là gọi là Thiên mới đúng, Yên Thủy Thiên, phó trưởng môn. Đúng vậy, chữ nhất của sư tỷ có thể đổi thành chữ Thiên rồi. Ngô Nhân Nhất thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh vô cùng cung kính nói, quy củ của Thái Nhất Môn là, sau khi chân truyền đệ tử tu luyện tới kim đan, sau cái tên sẽ được thêm chữ nhất, tỏ vẻ suy ngã độc tôn. Mà chân truyền đệ tử luyện tới trường sinh bí cảnh, chẳng những có thể trở thành phó trưởng môn, mà còn có thể xóa chữ nhất đi thay bằng chữ Thiên. Đây là đãi ngộ hết sức tôn quý, cho dù là đại trưởng lão cũng không được đối đãi như vậy. Như Đường Cảnh Sơn bị Tiên Thiên Đại Đế chém cụt một cánh tay, cũng không có gọi là Đường Cảnh Thiên, gọi là Thiên. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão như Quá Hoàng Thiên, Quá Long Thiên, còn có kẻ bị Linh Lung Tiên Tôn dùng Tu Di Kim Sơn ép chết là Thái Dục Thiên. Ngoài ra còn có trưởng môn Thái Hỗn Thiên, Hỗn Thiên Đạo Nhân, tên thật là Thái Hỗn Thiên, mà hiện tại Yên Thủy Nhất có thể đổi tên là Yên Thủy Thiên. Phó trưởng môn đại sư tỷ, lần này sư tôn tại Vĩnh Hằng Thần Điện triệu kiến tỷ, hiển nhiên là muốn mở đại hội để các đại môn phái tới ăn mừng. Thái Nhất Môn ta lại xuất hiện một vị vạn cổ cự đầu. Một tên đệ tử hâm mộ nói, không cần phải mở đại hội làm gì, chờ khi ta tu thành bất tử chi thân cũng không muộn. Yên Thủy Nhất nói, về phần sửa tên, phó trưởng môn, cái này đều phải chờ khi ta đi gặp trưởng giáo trí tôn đã. Yên Thủy Nhất nói, gần đây có tin tức gì của Phương Hàn không? Đại sư tỷ vừa về đến liền hỏi tin tức của Phương Hàn, quả nhiên là phu sướng phụ tùy, có hôn ước với Hoa Thiên Đô là bắt đầu chú ý tới đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại đại sư tỷ đã tu thành vạn cổ cự đầu, Phương Hàn khẳng định không phải là đối thủ của đại sư tỷ tùy thời có thể giết chết hắn. Vương Thiên Nhất vội vàng nịnh nọt, câm mồm. Yên Thủy Nhất dựng lông mày lên, nói, Hoa Thiên Đô là thứ gì, xứng đôi với ta sao? Nếu không phải hắn đem đại bổn nguyên thuật làm sính lễ, đổi lấy cơ hội tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, liệu có thể có hôn ước với ta sao? Ta há có thể ưng hắn, từ giờ trở đi đừng nhắc tới tên người này nữa. Tu luyện ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô còn không thể tấn thăng lên làm vạn cổ cự đầu, quả thực là một tên phế vật. Dạ, đại sư tỷ chỉ có hôn ước trên danh nghĩa với Hoa Thiên Đô mà thôi. Chỉ cần Hoa Thiên Đô mất đi giá trị sử dụng, tùy thời sẽ bị đá văng. Nhưng mà hiện tại nghe nói người này đã được truyền thụ đại âm dương thuật, mắt thấy là người được đề cử làm trưởng môn của Vũ Hóa Môn. Vương Thiên Nhất vội vàng nói, nhưng mà đại sư tỷ hiện tại đã trở thành phó trưởng môn, tấn chức quá nhanh. Thái Nhất Môn ta có tới tận hơn 10 phó trưởng môn rồi, lần này ta bế quan, rất có thể tu thành bất tử chi thân. Đến lúc đó, Yên Thủy Nhất cũng không muốn dây dưa tới vấn đề này nữa, vì vậy nói, ta sẽ sớm có công đạo cho các ngươi. Các ngươi cần phải đặc biệt chú ý tới động tĩnh của Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn đã trở lại Vũ Hóa Môn chưa? mau nói tin tức cho ta biết. Phương Hàn đã thuận lợi trở lại Vũ Hóa Môn, kẻ này thật đúng là lợi hại, lại có thể trốn thoát được trước sự vây công của vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn đã đứng thứ nhất trên trường sinh dự khuyết bằng, hơn nữa lần này còn truyền tới một tin tức oanh động, hắn vừa về tới Vũ Hóa Môn liền khiêu chiến với sư phụ của Hoa Thiên Đô là Như Ý Tử. Hai người đã quyết định, mấy ngày sau sẽ quyết một trận đại chiến sinh tử tại Thiên Hình Đài. Như Ý Tử đã đem thư tới Thái Nhất Môn, mời mấy vị trưởng lão của Thái Nhất Môn ta tới Vũ Hóa Môn xem cuộc chiến, làm chứng cho hắn, miễn cho sau khi giết chết Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn lại trách tội. Gì? Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử? Yên Thủy Nhất lắp bắp kinh hãi, trong lòng hơi lo lắng cho Phương Hàn. Phương Hàn đã tu thành Thiên Địa Pháp Tướng, thần thông còn mạnh hơn ta, nhưng mà chàng đã độ hóa được Mộc Đạo Nhân, tìm được Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, với tính cách của chàng sẽ không bắn tên không đích, nhất định là nắm chắc thắng lợi mới có thể khiêu chiến với Như Ý Tử. Mình không cần phải lo lắng cho chàng, nhưng tuy Yên Thủy Nhất biết Phương Hàn tính toán sâu xa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Đại sư tỷ có muốn đi xem hay không? Hiện tại tỷ đã tu thành vạn cổ cự đầu, có thể đi Vũ Hóa Môn diễu võ dương oai một phen, để Vũ Hóa Môn nhìn xem thanh thế của Thái Nhất Môn ta. Chu Dương Nhất hưng phấn nói, không cần, mới là vạn cổ cự đầu mà thôi, chờ ta tu luyện thành bất tử chi thân, như vậy mới xem như vững chắc. Được rồi, các ngươi nghe được tin tức mới gì về Phương Hàn, phải lập tức bẩm báo với ta, nhất định phải luôn luôn nghe ngóng đấy. Yên Thủy Nhất huy vũ ngón tay, từng đạo thủy phù bay ra, rơi trên đầu đám tiểu cự đầu kim đan. Đây là thần thương hải của ta, có cảm ứng tâm linh với ta, chỉ cần các người có tin tức gì của Phương Hàn, lập tức đưa vào bên trong thủy phù, ta sẽ tìm tới. Các người đi Lục Đạo Minh mua tin tức, đi bốn phía thu thập tin tức, chỉ cần là về Phương Hàn, tùy thời có thể bẩm báo cho ta, chờ ta bế quan từ trong Vĩnh Hằng Thần Lô đi ra, các người sẽ được chỗ tốt. Vâng, đại sư tỷ. Rất nhiều cao thủ kim đan đều nhất tề hô. Đối với Yên Thủy Nhất vừa tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, rõ ràng cao hơn bọn họ hẳn một tầng thứ, bọn họ nhất định phải tôn kính. Hơn nữa Yên Thủy Nhất là thủy thần nguyên linh chuyển thế, sau này tu luyện, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với vạn cổ cự đầu bình thường. Yên Thủy Nhất thỏa mãn gật đầu, một bước bước chân vào trong Vĩnh Hằng Thần Điện, dần dần thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong thời không. Đột nhiên một cỗ đại lực trong chỗ tối tăm liền kéo nàng qua, sau đó nàng nhìn thấy vài cái bóng lạc ấn trong hư không, một cái bóng ảnh đang nhìn nàng. Tốt, 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 Yên Thủy Nhất, người quả nhiên không hề yếu kém, ra ngoài du lịch một phen liền tấn thăng trở thành vạn cổ cự đầu, rốt cục bước vào trường sinh bí cảnh. Thái Nhất Môn ta thật sự là hưng thịnh, tuy ta chịu nhiều thua thiệt trong tay Linh Lung, nhưng mà ngươi có thể tấn chức thành vạn cổ cự đầu, đó là chuyện vui lớn. Cái bóng này chính là Thái Hỗn Thiên, Hỗn Thiên Đạo Nhân, trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn, mà mấy cái bóng ảnh khác đều là thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, mỗi một cái bóng đều làm rung động chư thiên vạn giới, không gì địch nổi, pháp lực cường hoành có thể luyện hóa tinh cầu. Đúng là có vài vị thái thượng trưởng lão này, Thái Nhất Môn mới chân chính sừng sững đứng trên đỉnh phong tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới vài ngàn năm mà không lụi bại, hơn nữa càng ngày càng hưng thịnh. Loại nhân vật này có thế giới chi lực, luyện chế các loại pháp bảo đan dược, quả thực là dễ như trở bàn tay. Càng lợi hại chính là nhờ vào uy lực của Vĩnh Hằng Thần Lô, có thể trấn áp các tuyệt phẩm đạo khí của các đại môn phái khác, nhất là trong truyền thuyết, Thái Nhất Môn còn thỉnh thoảng có thể nhận được phù chiếu tiên giới, câu thông với tiên giới thần bí, trên mặt có tiên nhân bao phủ, chính là đại biểu cho thiên đạo. Trưởng giáo sư tôn, Yên Thủy Nhất không có làm nhục sứ mạng, rốt cuộc cũng tu thành trường sinh bí cảnh, cũng lĩnh ngộ được huyền bí của bất tử chi thân. Hiện tại nguyên khí cũng tích xúc đủ, có thể triệt để luyện hóa thân thể, làm cho thiên địa pháp tướng hợp là một với thân thể, trở thành bất tử chi thân. Hiện tại muốn nhờ vào Vĩnh Hằng Thần Lô để bế quan tu luyện, hy vọng trưởng giáo sư tôn thành toàn. Yên Thủy Nhất thấp giọng nói, đương nhiên là thành toàn cho ngươi rồi, đây cũng là môn quy của Thái Nhất Môn, phàm là đệ tử bước chân vào trường sinh bí cảnh, đều có một lần cơ hội vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện, nhờ vào Vĩnh Hằng chân khí cọ rửa thân thể, chỉ có một lần quy củ bị phá, đó chính là lần để Hoa Thiên Đô tiến nhập, nhưng mà đây cũng là vì một kiện trao đổi, Hoa Thiên Đô đem bí quyết đại bổn nguyên thuật giao cho Thái Nhất Môn chúng ta, so sánh thiệt hơn, Thái Nhất Môn chúng ta đã chiếm tiện nghi rồi. Hỗn Thiên Đạo Nhân phát ra âm thanh, bắt đầu từ bây giờ, Yên Thủy Nhất, ngươi không còn là chân truyền đệ tử nữa, mà trở thành phó trưởng môn của Thái Nhất Môn ta. Đây là lệnh phù của phó trưởng môn, đối với đệ tử cùng trưởng lão từ kim đan trở xuống của Thái Nhất Môn, ngươi đều có quyền sinh sát, tên của ngươi cũng không còn là Yên Thủy Nhất nữa, mà là Yên Thủy Thiên, ngươi phải nhớ cho kỹ. Một đạo kim quang rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên, Yên Thủy Thiên nhìn thoáng qua một cái, là một đạo lệnh phù giống như vàng mà không phải vàng, như ngọc mà không phải ngọc, trên mặt khác một đạo hình rồng giao nhau, chính là một chữ đạo. Đây là lệnh bài của phó trưởng môn, đối với đệ tử kim đan trở xuống, có thể tùy ý hành xử, không cần bẩm báo với môn phái. Quyền lớn này cũng có thể xử tử cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Đây là phó trưởng môn, quyền lực gần bằng trưởng môn, cho dù là một vài đại trưởng lão cũng phải cung kính. Tỷ như bị Tiên Thiên Đại Đế chém mất một cánh tay, Đường Cảnh Sơn tuy tu thành bất tử chi thân, thế nhưng cũng không dám đắc tội với Yên Thủy Thiên, bởi vì Yên Thủy Thiên là phó trưởng môn. Môn quy của Thái Nhất Môn còn thâm nghiêm hơn xa so với Vũ Hóa Môn, cũng không giống như Vũ Hóa Môn, quyền lực của vài phó trưởng môn cũng chỉ tầm tầm như Như Ý Tử, luận về giao tình còn sâu hơn cả môn quy. Lệnh bài của phó trưởng môn như vậy, Thái Nhất Môn ta chỉ có 17 khối, cộng thêm ngươi nữa, hiện tại là 18 khối. Tương lai sau khi ta lui về ẩn, sẽ chọn ra một nhân vật kiệt xuất trong 18 người các ngươi, đảm đương vị trí trưởng giáo Thái Nhất Môn, thống nhất Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có quyền lực trí cao vô thượng. Cho nên, Yên Thủy Nhất, lần này tuy người tấn thăng lên vạn cổ cự đầu cũng không thể lười biếng. Hỗn Thiên Đạo Nhân rành mạch nói ra, sau đó lại ném xuống một cái hồ lô. Trong hồ lô này có 20 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, coi như là ban thường. Chỗ này của ta còn có một kiện Long Tượng Kiếm, là một cái hồn phách Thiên Long, cùng 36 đầu yêu quái bạch tượng đã tu thành thiên địa pháp tướng, dùng tinh hoa mà luyện chế thành pháp bảo, trung phẩm đạo khí, kết hợp lại, uy lực vô tận. Tuy ngươi đã có Thương Hải Thần Châu, nhưng mà ngươi lại nóng lòng tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ phải dung hợp khí linh trong đó. Sau khi dung hợp, Thương Hải Thần Châu ít nhất phải mất mấy ngàn năm mới có thể khôi phục, uy lực sẽ yếu đi. Mà hai Long Tượng Kiếm này vừa vặn có thể cho ngươi dùng tạm để ra ngoài chu sát kẻ địch. Một kiện trường kiếm rồng ngâm, một kiện trường kiếm giống như ngà voi, rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên, tùy ý huy sái, Long Tượng lực mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến. Trưởng giáo sư Tôn lại không biết, trên người của ta còn có một kiện thượng phẩm đạo khí nữa là Hận Thiên La Bàn. Ta sẽ dung hợp khí linh của kiện La Bàn này để tu thành bất tử chi thân. Thương Hải Thần Châu là bổn mạng pháp khí của ta, sau khi tu vi tiến nhanh, uy lực sẽ triệt để được phát huy, dùng nước xé rách hư không, tùy ý qua lại như thoi, làm sao có thể lấy ra dung hợp, vẫn là Phương Hàn tốt nhất, một món đồ thượng phẩm đạo khí như vậy cũng đem cho ta. Đáng tiếc mình lại không thể đến Vũ Hóa Môn xem chàng quyết đấu cùng Như Ý Tử, bằng không, mình nhất định nhịn không được mà giúp hắn. Trong lòng Yên Thủy Thiên đột nhiên nhớ tới tình cảnh kiều diễm giữa mình cùng Phương Hàn, lập tức sâu trong nội tâm có phần nóng lên. Tốt lắm, người đi bế quan đi, ta đã cho người mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô rồi đó. Hỗn Thiên Đạo Nhân vung tay lên, xuất hiện một cái trùng động đen kịt, thân thể Yên Thủy Thiên run lên, thả người tiến vào đó. Mà đang ở trong lúc Hỗn Thiên Đạo Nhân ban thưởng cho Yên Thủy Thiên, bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Điện, trong vài cái cung điện hoa lệ khổng lồ, có vài vị vạn cổ cự đầu đang ngồi một chỗ thương lượng. Lúc này Yên Thủy Nhất đã biến thành Yên Thủy Thiên rồi, không biết nàng có thể trực tiếp tu thành bất tử chi thân hay không. Cứ như vậy, đúng thật là uy hiếp rất lớn với chúng ta. Nàng còn có một kiện thượng phẩm đạo khí a, chúng ta còn không có dù chỉ nửa kiện. Ai, nàng nóng lòng muốn tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ chọn cách dung hợp với khí linh của Thương Hải Thần Châu. Nói như vậy là bỏ gốc lấy ngọn, một kiện thượng phẩm đạo khí, há là trò đùa. Chính thức phát huy ra uy lực của thượng phẩm đạo khí, ngay cả bất tử chi thân cũng không phải là đối thủ, mà nàng lại chọn cách dung hợp khí linh. Sau khi tu thành bất tử chi thân, Thương Hải Thần Châu cũng bị phế đi một nửa, có lẽ chiến lược của nàng còn không bằng so với bây giờ. Vậy cũng đúng, nhưng mà dù sao nàng cũng là thủy thần chuyển thế, hiện tại đã trở thành phó trưởng môn, cùng một cấp bậc với chúng ta, trong Thái Nhất Môn, dưới một người, trên vạn người, chỉ sợ sau này càng thêm khó đối phó. Hừ, dù sao nàng cũng phải gả ra ngoài, cũng không được làm trưởng giáo của Thái Nhất Môn ta, trừ phi là Phương Hàn giết chết Hoa Thiên Đô. Đúng rồi, ngươi nói lần này Phương Hàn dám khiêu chiến với Như Ý Tử, là sinh tử quyết đấu, có phải là điên rồi hay không? Như Ý Tử cũng mời chúng ta tới làm chứng, hiện tại chúng ta lên đường thôi, liên thủ thi triển đột pháp, bằng không kịp tới Vũ Hóa Môn mất. Được, vù vù vù, vài bóng người bay ra khỏi Thái Nhất Môn. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun nổi lên khắp nơi, rất nhiều nhân vật trong 7 ngày này đều hướng về Vũ Hóa Môn, đều muốn quan sát Phương Hàn quyết chiến cùng Như Ý Tử. Những nhân vật này đều được an bài ở trong đại điện tiếp khách bên cạnh Vũ Hóa Thiên Cung, dù sao người tới trước đều là cao thủ. Đám người đều khoanh chân ngồi xuống, im lặng bất động, chờ mấy ngày trôi qua. Bất quá lần tỉ thí này, chủ sự chính là Phương Hàn cùng Như Ý Tử, vẫn chưa có một ai lộ diện. Phương Hàn còn phong tỏa luân hồi phong của mình, toàn lực ở trong Bát Bộ Phù Đồ tu luyện tìm hiểu thần thông. Về phần Như Ý Tử, cũng không biết ở chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, hay là đi liên lạc với đám hồ bằng cầu hữu Tam Tiên Nhị Lão. Sư phụ, tên nghiệp chướng Phương Hàn này thật sự là vô liêm sỉ, lại có thể hiển nhiên khiêu chiến với người, đồng thời lại dám thu Cửu Cung Đại Kim Tháp của ta. Ta phải đi ra giết chết kẻ này. Ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung, Hoa Thiên Đô đã mở mắt, trong đầu hắn lúc này chỉ có lửa giận và lửa giận. Đối diện với của hắn là một hư ảnh, hư ảnh này chính là hình thể của Như Ý Tử, đồng thời là một cái phân thân khác của Như Ý Tử. Vạn cổ cự đầu đều có thủ đoạn, trực tiếp nhờ vào thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một hình thể của chính mình. Đừng lo, tên nghiệp chứng này ước chừng còn không biết sự lợi hại của ta. Hiện tại ta đang ở cùng một chỗ với Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu, Lô Lan Bà. Tam tiên nhị lão chúng ta đều nhờ vào Đại Hoang Cổ Lô của ngươi để tu luyện một môn thần thông. Hơn nữa bọn họ sẽ đem một phần bổn mạng tinh nguyên, thần thông của mình tạm thời rót vào thân thể ta. Ngươi cứ an tâm tại thời không này mà tu luyện, không cần phải đi ra. Ngươi phải tu thành bất tử chi thân, địa vị mới tính là vững chắc. Đến lúc đó tới Thái Nhất Môn cầu hôn, để Yên Thủy Nhất gả cho ngươi. Hai người liên thủ, giết Phương Hàn cũng chỉ giống như giết một con chó mà thôi. Hơn nữa lần này chỉ cần Phong Bạch Vũ không can thiệp, ta cũng có thể giết chết hắn. Nhưng mà Phong Bạch Vũ chắc hẳn sẽ ra ngoài can thiệp, ta cũng có thể thừa cơ đánh hắn trọng thương, khiến hắn không cách nào khôi phục nguyên khí. Hóa thân của Như Ý Tử cười lạnh, cũng không thèm để Phương Hàn vào mắt. Sư phụ giao du rộng khắp, liên hợp lực lượng của Tam Tiên Nhị Lão, giết chết Phương Hàn tựa dễ như trở bàn tay. Lần này sư phụ lưu lại cái mạng của Phương Hàn, để hắn có được một bài học nhớ đời là được rồi. Tính mạng của Phương Hàn, hãy để cho ta tự tay tới giết hắn. Hoa Thiên Đô bình tĩnh lại, bóng dáng hóa thân kia cũng dần dần tiêu tán. Phương Hàn, ta cảm giác được bản thân sắp luyện thành trường sinh bí cảnh rồi. Một khi tu luyện thành công, nuốt vào sinh sinh tạo hóa hoàn, đồng thời vận dụng nguyên khí luyện hóa của Vĩnh Hằng Thần Lô chứa đựng trong cơ thể, có thể trực tiếp tiến lên bất tử chi thân, không cần phải dung hợp với khí linh của Đại Hoang Cổ Lô. Đến lúc đó, ta đã thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, có thể phát huy ra 8 phần lực lượng của Đại Hoang Cổ Lô, lúc đó sẽ cứng rắn luyện hóa tên nghiệp chứa người thành nguyên khí. Hoa Thiên Đô liên tục cười lạnh, trên đỉnh đầu loáng thoáng xuất hiện một đạo vết rách thời không, trong vết rách, một đạo môn hộ thần bí như ẩn như hiện, đó chính là cánh cửa tiên giới, hắn có thể cầu thông tiên khí trong đó rồi, tùy thời tùy khác đều có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Trưởng giáo sư huynh, chẳng lẽ huynh thật sự không quản chuyện này sao? Vô luận là Phương Hàn hay Như Ý Tử, đều là lực lượng trung kiên của Vũ Hóa Môn ta, không thể mất bất cứ người nào, đó đều là tổn thất lớn của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa còn để ngoại nhân tới chế giễu, đây không phải là chuyện cực kỳ có hại với Vũ Hóa Môn ta sao? Lúc này Thiên Hình Trường lão cũng ở một tầng thời không khác của Vũ Hóa Thiên Cung, hắn đang nói chuyện với một gương mặt Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn này, bây giờ đang xâm nhập vào bên trong Thiên Hoàng Kính, cũng không biết là hư ảnh trong gương hay là khí linh trong gương. Trong gương phát ra thanh âm chấn động, Thiên Hình, việc này đã đâm lao phải theo lao, nếu như không cho hai người này giao thủ, thiên vị đều sẽ rơi vào kết quả thảm hơn. Hơn nữa sẽ làm cho Phương Hàn sinh ra lòng phản nghịch. Ta cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn đại âm dương thuật, đây thật ra là đang khảo nghiệm hắn. Ngươi cũng cần phải biết ý ta, một núi không thể có hai hổ. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô hai người này đều là đệ tử kiệt xuất, chung quy chỉ có một người kế thừa đại vị trưởng môn. Cho dù có chém giết lẫn nhau, trong đó cũng chỉ có một kẻ mạnh nhất, sau này nhất định có thể dẫn dắt Vũ Hóa Môn đi tới phồn vinh hưng thịnh. Ngươi chẳng lẽ không biết nuôi cổ trùng độc sao? Chính là để cho bọn chúng cắn giết nhau, con nào may mắn tồn tại chính là cổ vương. Tu tiên chi đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Năm đó ta cũng là từ chân truyền đệ tử mà lên, chém giết vài vị sư huynh, cuối cùng mới cướp đoạt được chức vị trưởng môn này. Nhưng đệ sợ Phương Hàn không biết trời cao đất rộng, cứ như vậy tranh đấu cùng Như Ý Tử, vạn nhất bị Như Ý Tử giết chết, mưu đồ của chúng ta với Hoàng Tuyền Bảo Khố cùng Thái Nguyên Tiên Phủ chẳng phải bị tan như bong bóng sao? Thiên Hình Trường lão vội vàng nói, Phương Hàn tuy tu vi thâm hậu, thế nhưng rốt cuộc vẫn còn non một chút, không thể sánh bằng loại cự đầu như Ý Tử. Thiên Hình, ngươi đây là nhìn lầm rồi, Phương Hàn kẻ này không hề non chút nào, mỗi lần hắn làm việc đều có 10 phần nắm chắc, nếu như hắn thật có thể chiến thắng Như Ý Tử, ta đây cũng không thể không lau mắt mà nhìn, hắn cũng lại một lần nữa được ta coi trọng. Còn nữa, chư vị Thái Thượng trưởng lão cũng muốn thấy hắn biểu hiện ra thực lực của mình. Ai, nguyên bản 3 phó trưởng môn, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu tại ngàn năm trước cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tấn thăng làm vạn cổ cự đầu. Nhưng mà thật không ngờ tiềm lực của bọn họ lại bị tiêu hao hết, cảnh giới chậm chạp dừng lại tại ngàn năm còn chưa có đột phá bất tử chi thân. Những năm này không biết tiêu hao của Vũ Hóa Môn ta bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu đan dược, chỉ sợ tiềm lực của ba người đã hết, không có khả năng đảm đương đại vị trưởng môn của Vũ Hóa Môn ta, chỉ có thể để thế hệ sau thay thế mà thôi. Phong Bạch Vũ thở dài một hơi, đại trưởng giáo Vũ Hóa Môn so với vương vị đế vương trong vạn lý giang sơn tại thế tục, không biết còn nặng hơn bao nhiêu lần, há có thể đơn giản chuyển giao. Người nọ phải có đủ thực lực, còn có đủ tâm cơ, còn phải đủ cả khí vận nữa. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết đều có đủ mấy thứ này. Đại kiếp nạn sắp tới, Vũ Hóa Môn ta phải nhờ vào khí vận của bọn họ mới có thể tránh thoát tai kiếp này, nắm giữ cả huyền hoàng đại thế giới. Về phần Như Ý Tử, tiềm lực của hắn đã hết, đối với nghiệp lớn của Vũ Hóa Môn chúng ta mà nói, có cũng được mà không có cũng chả sao. Trưởng giáo sư huynh, tầm nhìn thật xa, để hiểu rồi. Nếu như Phương Hàn có thể qua được khảo nghiệm, lần này chiến thắng Như Ý Tử, Tài nguyên vài ngàn năm của Vũ Hóa Môn ta đây, nguyện lực khổng lồ tích lũy vài ngàn năm, vài tấm tiên đan, còn có đại âm dương thuật ghi lại trên Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, có phải là đều truyền thụ cho hắn. Thiên Hình Trường lão tính toán một phen, sau đó nói, cho Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch đãi ngộ gì, tự sẽ cho hắn đãi ngộ đó, không, ta còn muốn khảo nghiệm hắn một phen, nếu như hắn thật sự thông qua khảo nghiệm đó, ngay cả Thiên Hoàng Kính cũng có thể ban cho hắn. Phong Bạch Vũ lắc đầu nói, vậy ngươi đi đón vài vị đạo hữu từ bốn phương tám hướng tới, đến lúc đó ta sẽ ra ngoài, đích thân chủ trì cuộc quyết đấu này. Trưởng giáo sư huynh thật là mất nhiều tâm tư, đúng vậy Phương Hàn là kỳ vọng thật lớn, cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ hay không, có kiên trì được hay không, chỉ cần hắn tuyệt đối trung thành với Vũ Hóa Môn ta, Vũ Hóa Môn có thể cho hắn bất cứ đãi ngộ nào. Thiên Hình Trường lão mỉm cười khom người lui ra ngoài, biến mất không còn thấy gì nữa. Luân Hồi Phong, ở chỗ sâu trong Bát Bộ Phù Đồ, Phương Hàn còn đang tu luyện, Thiên Thủ Thiên Nhãn Bổn Mạng Thiên Địa Pháp Tương Phật Ma hợp nhất của hắn lúc này đang trôi nổi trên đỉnh đầu, kiệt lực thu nhỏ lại, nguyên bản thân thể cao trăm trượng, bây giờ chỉ còn cao hơn người thường một chút, trong những con mắt kia lại chiếu rọi ra khuôn mặt mình, lực lượng được vô hạn áp xúc, hơn nữa chung quanh vị thiên địa pháp tương này có hỗn độn khí, lôi điện hình rồng vây quanh, là nguyên khí do đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù kết hợp tạo thành, được hắn luyện hóa dung nhập vào trong thiên địa pháp tương, càng làm cho uy lực của nó tăng lên. Những ngày này hắn tu luyện, lại lần nữa làm cho bổn mạng thiên địa pháp tương của mình tinh luyện một phen, hiện tại vô cùng tinh khiết, vô cùng cô đọng, áp xúc, trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố làm điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ, hủy diệt thiên địa. Hiện tại nếu như thiên địa pháp tương của hắn tự bạo, quả thực có thể kéo vạn cổ cự đầu bất tử chi thân đi theo. Trọn vẹn 93 loại thần thông ngưng tụ thành thiên địa pháp tương, hấp thụ thế giới chi lực, tựa bắt đầu lột xác. Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được, chính mình không xa nữa sẽ đột phá lên cảnh giới thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Một khi đột phá cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, tâm thần sẽ có liên lạc chặt chẽ với thiên địa vũ trụ, rõ ràng có thể biết được chính xác tuổi thọ của mình. Thức hải lại lần nữa mở rộng đến mức cực hạn, trong tối tăm có thể cảm ứng được sự tồn tại của cánh cửa tương giới. Hơn nữa cao thủ thần thông thập trọng có thể dùng lực lượng tự thân đại quy mô điều động thiên địa linh khí, thậm chí có thể bắt đầu vận dụng pháp lực, tính ra một chút họa phúc trong tương lai của bản thân. Cảnh giới nghịch thiên cải mệnh phi thường huyền diệu, Phương Hàn bức thiết muốn đánh sâu vào cảnh giới này, đây là nhất trọng cuối cùng của thần thông bí cảnh. Một khi đánh sâu vào cảnh giới này, thất mệnh huyền môn đan mới có tác dụng. Còn nữa, trên đỉnh của thế giới chi thụ, một viên trường sinh quả hình thức ban đầu, tuy không phải chân chính là trường sinh quả, nhưng lại ẩn chứa một chút tinh khí của trường sinh quả. Khi bản thân tu luyện tới thần thông thập trọng, đồng thời phục dụng thất mệnh huyền môn đan, nhất định có thể đột phá cảnh giới này, trở thành vạn cổ cự đầu. Chờ sau khi ta trở thành vạn cổ cự đầu, tìm được đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng, giết chết hắn, triệt để biến nó thành trường sinh quả, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn, không phải là ta thì còn là ai được nữa. Trong lòng Phương Hàn một mặt tự hỏi, một mặt dùng thần niệm tản mát ra, nhét đầy cả Bát Bộ Phù Đồ. Oanh long, hắn áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tướng đột ngột tản ra, biến thành một cỗ khí lưu, trong nháy mắt, khắp các ngõ ngách trong Bát Bộ Phù Đồ đều chạy quanh một vòng mỗi một vị thiên ma, mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí đám người Phương Thanh Tuyết. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, Bát Bộ Phù Đồ tựa như là mình, mà mình lại chính là Bát Bộ Phù Đồ. Đây là bổn mạng pháp bảo, trong lòng Phương Hàn khẽ động, thu hồi nguyên khí, một lần nữa ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng, thân thể rung lên, một cỗ tạp chất màu xám rơi xuống, tự nhiên là vừa rồi luyện một chút Bát Bộ Phù Đồ, làm cho tạp chất bài trừ ra, tòa phù đồ càng ngày càng sáng chói. Phương Hàn không ngừng làm cho thiên địa pháp tướng của mình tan ra, thẩm thấu vào trong mỗi ngõ ngách của Bát Bộ Phù Đồ, không ngừng tuần hoàn qua lại. Sau đó hắn đem nửa cái bất tử chi thân cũng ầm ầm tàn ra, lực lượng cường đại mà đầy đủ được nhét đầy trong Bát Bộ Phù Đồ. Giờ khắc này hắn và Bát Bộ Phù Đồ có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, tựa hồ cảm thấy được Bát Bộ Phù Đồ cũng là cơ thể mình, mà thân thể mình cũng là Bát Bộ Phù Đồ. Thậm chí Phương Hàn còn cảm giác, nếu như tiếp tục tu luyện như vậy, bản thân mình cho dù có bị người giết cũng có thể trọng sinh, Bát Bộ Phù Đồ sẽ biến thành cơ thể thứ hai của mình. Đây là bổn mạng pháp bảo, rất nhiều cao thủ tu luyện thành bất tử chi thân, nếu như thân mình bị người trấn áp, hoặc là bị người nhốt vào tuyệt địa muốn triệt để luyện hóa, một đám linh thức của hắn tồn tại trong bổn mạng pháp bảo sẽ trọng sinh, cho nên bổn mạng pháp bảo không hề tầm thường, quan hệ đến tính mạng thân gia của một tu sĩ. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn còn xa mới có thể luyện Bát Bộ Phù Đồ thành bổn mạng pháp bảo, ít nhất cũng phải chờ hắn trở thành vạn cổ cự đầu rồi hãy nói. Oanh long, thiên địa pháp tương lại lần nữa tan ra, nửa cái bất tử chi thân bơi lội trong Bát Bộ Phù Đồ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Hàn mới chân chính là chủ nhân của kiện Bát Bộ Phù Đồ này, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, cả phù đồ sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, các loại thanh âm, thậm chí kiện phù đồ này cũng được áp xúc tới cực điểm, sau đó nổ mạnh. Phương Hàn, lực lượng của ngươi đã tăng đến cực hạn, đáng tiếc bổn mạng thiên địa pháp tướng của ngươi quá mức cường đại, khó có thể liên lạc chặt chẽ với thiên địa, đánh sâu vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, ngươi tiến giai còn gian nan hơn 10 lần so với ta. Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt nói, đúng vậy à, ta cảm giác cảnh giới nghịch thiên cải mệnh làm cho tinh thần lạc ấn của mình dung nhập vào trong trời đất, cảm thụ quy tắc thiên địa trong chỗ tối tăm, như cá gặp nước, thuần thục, nhưng lực lượng của ta quá mức cường hoành, cho nên quá trình dung nhập quá khó khăn. Phương Hàn thu hồi thiên địa pháp tương của mình, nửa cái bất tử chi thân cũng ngưng tụ thành hình, miễn cưỡng lắc đầu. Nguyên bản hắn nghĩ bản thân đột phá thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, sau đó phục dụng trường sinh quả, thất mệnh huyền môn đan. Nếu như đột phá trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, giết Như Ý Tử như giết một con chó, nhưng mà hắn thật không ngờ, đột phá cảnh giới đột phá thần thông lại gian nan như vậy. Thọ nguyên của ngươi còn dài, không nên nóng vội, sớm muộn gì cũng thành, hy vọng của ngươi còn lớn hơn ta nhiều. Phương Thanh Tuyết mỉm cười, nói tiếp, 7 ngày đã qua, chúng ta ra ngoài nhìn xem sau 7 ngày, rốt cuộc có bao nhiêu người tới xem ngươi triệt để đánh chết Như Ý Tử. Nguyên lai, bất trí bất giác đã qua 7 ngày, được, nhưng mà Thanh Tuyết sư tỷ, tỷ tốt nhất là không nên lộ diện, nếu không người khác sẽ đoán được ta đã mượn được bất diệt điện phù của tỷ, đến lúc đó cũng khiến tỷ gặp rất nhiều phiền toái. Phiền toái? Phiền toái gì? Phương Thanh Tuyết cười lạnh, ngươi vốn chính là người của Phương gia ta, ta giúp ngươi là việc bình thường. Hơn nữa hiện tại bất diệt điện phù cùng đại hỗn độn lôi kiếm liên hợp, phù lục nhập vào thân kiếm, ai có thể nhìn ra được. Trong lúc nói chuyện, nàng thét dài một tiếng, bay ra khỏi bát bộ phù đồ tiến tới đỉnh luân hồi phong. Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Ma Nữ, Hạc Tiên Tử, Hồng Di, các ngươi đều ra đi, ta muốn quyết đấu với Như Ý Tử, các ngươi không tiện ở trong bát bộ phù đồ. Về phần Hắc U Vương, Mục Đạo Nhân vốn chính là người ta độ hóa, tương đương với khí linh của pháp bảo, cũng không cần ra. Phương Hàn phân phó một tiếng, Tinh Vân Bảo Bảo, Giả Lam bọn người sau khi đều đi ra, hắn há miệng nuốt bát bộ phù đồ vào trong thân thể mình, hai tay vận khởi, dường như muốn xé rách hư không, thân thể đã bay vút lên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía thiên hình đài xa xa. Giờ khắc này cách thiên hình đài một khoảng, trong đại điện tiếp khách của Vũ Hóa Môn có rất nhiều người, đều là tuyệt thế cường giả, trong đó không ít vạn cổ cự đầu, thậm chí còn có tán tu, trưởng lão của Ma Môn, hoặc là được Như Ý Tử mời tới làm chứng, hoặc là chiếm được tin tức, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tới được Vũ Hóa Môn, tới trước quan sát Phương Hàn làm thế nào khiêu chiến với vạn cổ cự đầu. Phương Hàn ra rồi, hào khí như vậy, xem ra hắn đã tích xúc đầy đủ khí lực, mà Như Ý Tử sao còn chưa tới vậy. Cuộc quyết đấu giữa hai người bọn họ là ngày hôm nay mà. Một vài cao thủ thấy được tại luân hồi phong, Phương Hàn đã phi ra, lăng không giữa bầu trời, thân thể mọi người đều chấn động, ánh mắt kích xạ mà tới, mà có hai người đã bay tới gần. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, tự nhiên là Tiêu Phi, kẻ bị mình đánh bại tại Linh Lung Phúc Địa, còn một người nữa là Thu Tế Vũ của Linh Lung Phúc Địa. Phương Hàn, ngươi khiêu chiến với Như Ý Tử, chuyện này tựa hồ như phần thắng không lớn à. Linh Lung Tiên Tôn cũng nghe được tin tức này, cho nên đặc biệt sai ta tới xem, ngươi rốt cuộc nhờ vào thứ gì mà dám đối đầu với nguy hiểm như vậy. Phải biết rằng, hiện tại với lực lượng tích xúc của ngươi, lại dưới sự trợ giúp của Linh Lung Phúc Địa, tu thêm vài ba năm, trở thành vạn cổ cự đầu là chuyện chắc chắn. Ngươi cần tiên đan, Linh Lung Phúc Địa ta cũng có, muốn đạo khí, Linh Lung Phúc Địa ta cũng có. Như Ý Tử đối thủ bực này, chờ qua vài năm nữa, ngươi tùy ý có thể trấn áp hắn mà, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Trước mặt rất nhiều người, Thu Tế Vũ không hề che giấu ý định lôi kéo Phương Hàn của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn thật là đối tốt với ta, nhưng mà tu đạo là do chính mình. Lần này ta khiêu chiến Như Ý Tử chính là muốn mài luyện, tìm được kinh nghiệm quyết đấu sinh tử với vạn cổ cự đầu, sẽ có cơ sở hùng hồn cho tương lai. Linh Lung Phúc Địa có thể cho ta đan dược, có thể cho ta đạo khí, nhưng không thể giúp ta mài luyện, tu đạo tối trọng yếu nhất chính là mài luyện. Phương Hàn liếc mắt nhìn Thu Tế Vũ, nói tiếp, huống chi, nếu như ta tuyệt đối không nắm chắc, cũng không có bồng bột như vậy. Đã vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi nữa, bất quá ta nói cho ngươi biết, Như Ý Tử đã mượn được đại hoang cổ lô của đồ đệ hắn, cùng Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu đồng thời tu luyện một ngôn thần thông, thậm chí 4 người kia còn có thể đem một phần tinh nguyên cho Như Ý Tử, ý đồ giúp hắn đột phá cảnh giới bất tử chi thân. Hừ, bất tử chi thân há có thể dễ dàng đột phá như vậy, hắn muốn đột phá sớm đã đột phá, còn chờ tới hiện tại sao? Thời điểm hắn tấn thăng lên làm vạn cổ cự đầu, nhận được tiên giới pháp tắc không hoàn thiện, cho dù có tích xúc đủ nguyên khí cũng vô dụng. Tại thời điểm Yên Thủy Nhất tấn chức lên trường sinh bí cảnh, hắn cũng cảm nhận được tiên giới đại đạo pháp tắc, biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhớ tới Yên Thủy Nhất trong lòng hắn khẽ động, hiện tại Yên Thủy Nhất hẳn là đã trở thành phó trưởng môn rồi, tên cũng có thể được đổi rồi, hẳn là Yên Thủy Thiên mới đúng. Không thể tưởng được ngươi cũng biết rõ về trường sinh bí cảnh như vậy. Thu Tế Vũ chấn kinh rồi, thoáng cái nói, ta chỉ tới nói cho ngươi biết một tin tức này, cũng là mong người còn có đòn sát thủ, có thể chém chết Như Ý Tử. Sau khi nói xong, thân thể nàng khẽ động, lại bay về đại điện tiếp khách. Tiêu Phi, người tới tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện chấp pháp đệ tử? Phương Hàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phi, lần này ta tới, là đầu nhập dưới trướng của ngươi. Dị nhân truyền thụ tâm ma đại chú kiếm cho ta đã nói, đại kiếp nạn sắp buông xuống, đầu nhập vào ngươi còn có một đường sinh cơ, ta không dám vi phạm ý tứ của vị tiền bối này. Tiêu Phi cung kính nói. Trong lòng Phương Hàn xoay chuyển, lập tức biết được kẻ trợ giúp mình đánh bại Long Đạo Nhân, Mục Đạo Nhân chính là vị tâm ma lão nhân kia. Thì ra là tâm ma lão nhân, vị tiền bối này để ngươi tới. Nếu như là vị tiền bối này an bài chắc hẳn có thâm ý của hắn, ngươi là đệ nhất chân truyền đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, bây giờ đầu nhập vào ta thân phận không hợp. Bất quá ta đang muốn liên hợp đệ tử của các đại tiên đạo môn phái, thành lập đội ngũ chấp pháp, ngươi là người thứ nhất. Từ nay về sau chúng ta liên thủ thông suốt tiên đạo, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt mới được. Phương Hàn cũng không biết tâm ma lão nhân để Tiêu Phi tới là có ý gì với mình, nhưng mà lão nhân này hiển nhiên không có ác ý. Hơn nữa hắn nói đại kiếp nạn sắp buông xuống, hiển nhiên cũng biết chuyện tình thần tộc xâm lấn. Loại cao thủ cấp bậc như tâm ma lão nhân cơ hồ không có chuyện gì có thể giấu được hắn. Tại tiên đạo thập môn, ta coi như có giao du không nhỏ, chuyện này cứ giao cho ta là được. Tiêu Phi gật gật đầu nói, nếu như Phương Hàn sư huynh có thể gặp được vị tiền bối này, hy vọng có thể giúp ta năn nỉ một chút để lão nhân truyền thụ tâm ma đại chú kiếm đầy đủ cho ta. Được, người đi đi, Như Ý Tử tới rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt của hắn xuyên qua đám mây trắng tới tầng Cửu Thiên Cương Phong xa xa, lập tức có thể thấy được trong ngàn dặm tầng Cửu Thiên Cương Phong, 5 cỗ đại lực cường hoành xé rách không gian, tất cả gió lớn đều đột nhiên ngưng tụ về đó tạo thành 5 luồng gió lốc cực lớn. Sau khi hạ xuống, phong nhận bắn ra bốn phía, xoay tròn bất định, dường như có 5 con cự long phong hệ đang ngẩng đầu vẫy đuôi, toàn bộ hạ xuống thiên hình thai. Cuối cùng 5 luồng long quyền này biến mất không còn cái bóng, uy phong không còn sót lại chút gì, trực tiếp dung hợp vào thiên địa chi khí. Chính giữa 5 luồng long quyền hiện ra 5 người, 4 đạo nhân, 1 lão nương. Phương Hàn liếc mắt nhìn, trong 4 đạo nhân này có một người là Như Ý Tử, mà người còn lại hiển nhiên là Tam Tiên Nhị Lão, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu. Hắc hắc, Như Ý Tử, đây là tên nghiệp chướng đã khiêu chiến với ngươi sao? Vừa rơi xuống trên thiên hình thai, lão nương kia lập tức lên tiếng, âm trầm cười, dùng một cây đầu trượng chỉ tới Phương Hàn, nói, tiểu nghiệp chướng này cũng không có chỗ nào thần kỳ cả, lại có thể dám miệt thị uy nghiêm của vạn cổ cự đầu, chán sống à? Lão nương này chính là Lô Lan Bà. Ánh mắt như băng của Phương Hàn nhìn lão nương Lô Lan Bà này, chỉ thấy dáng người đối phương nhỏ gầy, một thân hắc y, cầm trên tay một cây quải trượng thiếu đầu, một cỗ sương mù màu đen không ngừng quay tròn quanh thân, tựa hồ như luyện công pháp ma đạo, cũng không biết làm sao mà tu thành vạn cổ cự đầu. Lão yêu bà, nơi này là Vũ Hóa Môn, không phải vực ngoại hoang vu vô văn hóa của ngươi, trong miệng ngươi không được sạch sẽ, xem ra muốn tìm chết, sớm muộn ta sẽ bắt được ngươi, phong ấn pháp lực, đem ngươi ném vào trong kỹ viện nát nhất của thế tục, cho ngươi nếm thử đủ loại tư vị. Nhưng mà lão bà ngươi quá xấu, chỉ sợ ngay cả mấy lão nhân cũng chẳng buồn hỏi thăm. Tuy ngữ khí của Phương Hàn hời hợt, thế nhưng lại thập phần độc ác. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lô Lan Bà nghe xong, lập tức giận tím mặt, nổi trận lôi đình, thứ đầu trượng cầm trong tay sửa tới, một đạo hắc khí lập tức bắn ra. Lô Lan Bà triệt để phẫn nộ, mụ thân là vạn cổ cự đầu, không biết đã tu luyện qua bao năm tháng, tại vực ngoại tinh không tự lập môn hộ, giống như Long Đạo Nhân, Mục Đạo Nhân đều là chủ nhân của một tinh cầu, tuy còn xa mới có thể so sánh được với tiên đạo thập môn của huyền hoàng đại thế giới, nhưng cũng là nhân vật tung hoành một phương, được người người kính ngưỡng, cho tới bây giờ chưa từng có một người nào dám quát lớn với mụ. Thứ đầu trượng huy vũ, khói đen tuôn ra, từng đạo khói đen như linh xà kết thành thiên la địa võng, muốn vây hãm Phương Hàn, cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên. Cây thứ đầu trượng này là pháp bảo mà Lô Lan Bà đắc ý nhất, là một kiện hạ phẩm đạo khí, tên gọi Thiên Cầm Trượng, khổ luyện ngàn năm thu thập tài liệu mới tế luyện thành công. Thông thường vạn cổ cự đầu chỉ có thể tế luyện hạ phẩm đạo khí, mà cường giả tu thành bất tử chi thân có thể tế luyện ra trung phẩm đạo khí. Nếu cường giả như Phong Bạch Vũ, dẫn ngộ quy tắc không gian, thời gian, thần diệu của tạo hóa, có thể tiến hành chuyển đổi vật chất, sửa xấu thành tốt, hóa nước thành dầu, có thể luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Mà nếu như tu thành cấp bậc như Hỗn Thiên Đạo Nhân, có thế giới riêng của mình, luyện ra thế giới chi lực, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí. Lô Lan Bà mặc dù là vạn cổ cự đầu, thế nhưng mụ còn cách xa bất tử chi thân, căn bản không có khả năng tế luyện ra trung phẩm đạo khí, nhưng mà kiện hạ phẩm đạo khí này đã dung nhập không biết bao nhiêu tinh hồn cầm điều cường đại, tốc độ tấn công có thể so với thuấn sát đại pháp. Sở dĩ mụ tu thành vạn cổ cự đầu là chiếm được quyển kinh thư của một vị tiền bối tu vi cao thâm, tên gọi Linh Thứ Thượng Nhân, quyển kinh thư đó gọi là Thiên Cầm Chân Kinh, đồng thời còn có vài viên đan dược gia tăng thọ nguyên, khổ luyện mấy ngàn năm, lại kết giao với Như Ý Tử, trao đổi cùng nhau, dưới cơ duyên xảo hợp, tấn thăng thành vạn cổ cự đầu, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc này, vẫn mãi không luyện thành được tới trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân. Thế nhưng trường sinh bí cảnh chính là trường sinh bí cảnh, uy nghiêm không thể mạo phạm, một kiện hạ phẩm đạo khí cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt ta, phá cho ta. Đối mặt với làn khói đen công tới, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quát lớn, bàn tay đưa về phía trước, liền xé toang toàn bộ làn khói đen, ngón tay bấm quyết, một vòng tinh quang giống như mặt trời, cùng một vòng trăng lưỡi liềm như mũi nhọn tụ cùng một chỗ, ong ong chấn động, trực tiếp chém tới trước mặt Lô Lan Bà, Nhật Nguyệt Tinh Luân, một đôi trung phẩm đạo khí. Lô Lan Bà phát ra làn khói đen là muốn dạy Phương Hàn một bài học, thế nhưng nào biến, đối phương chỉ khẽ nhấc tay đã phá vỡ cương khí khổ luyện nhiều năm của mình, còn phản kích lại, mênh mông ánh thái dương, ánh trăng, bức bách khiến mụ thở không nổi. Uy lực của trung phẩm đạo khí vốn đã khủng bố, huống chi một đôi, hơn nữa lực lượng một kích này, Phương Hàn đã dùng nguyên khí tiên giới của thế giới chi thụ, còn có nguyên khí tiên giới do Mục Đạo Nhân rót vào Nhật Nguyệt Tinh Luân, tương đương với hai vạn cổ cự đầu đồng thời thúc giục, bùm bùm bùm, thanh âm liên tiếp vang vọng, đạo đạo cấm pháp, hộ thân cương khí bố trí bên người Lô Lan Bà, bị Nhật Nguyệt Tinh Luân bao vây, xoay tròn, thế như trẻ tre, mắt thấy chuẩn bị sắp lại, chém thân mụ làm hai nửa. Hừ, lão nhân thân thể gầy que như cây gậy trúc đứng bên người mụ hừ lạnh một tiếng, thân thể bay vút lên, giương tay phát ra một đạo tinh quang, hung hăng chống lại Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đây là trượng phu của Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, được xưng là nhị lão. Như Ý Tử trông thấy một màn này, khóe miệng cười gằn, đột nhiên bàn tay vừa lật, một lò đan như ẩn như hiện xuất hiện sau lưng hắn. Hôi, Phương Hàn đã sớm phòng bị thượng phẩm đạo khí Đại Hoang Cổ Lô trên người Như Ý Tử, tâm thần khẽ động, Nhật Nguyệt Tinh Luân lập tức xoay tròn, chuẩn bị thu về thân thể. Cái tên tiểu nghiệp chướng này, khó trách lại kiêu ngạo như thế, cho rằng chiếm được hai kiện trung phẩm đạo khí là đủ sức khiêu chiến với ta sao? Hôm nay ta sẽ thu sạch một đôi Nhật Nguyệt Tinh Luân này, để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Như Ý Tử há có thể chịu để Phương Hàn thu hồi Nhật Nguyệt Tinh Luân, Đại Hoang Cổ Lô khẽ xoay tròn, bên trong bỗng xuất hiện một cái huyệt động đen kịt, thôn phệ cả ánh sáng vào bên trong, không gian vô tận bên trong lần lượt sụp đổ, Nhật Nguyệt Tinh Luân cư nhiên xoay tròn từ từ bị hút vào bên trong. Các ngươi cái gì mà Tam Tiên Nhị Lão, chỉ là một đám hồ bằng cầu hữu mà thôi, chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó với ta? Thân thể Phương Hàn uyển chuyển chuyển động, từng ngụm nguyên khí phun đi, Nhật Nguyệt Tinh Luân đột nhiên hóa thành rất nhiều phù lục huyền ảo. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ đại lực vô hình cắt ngang tới trước mặt Phương Hàn cùng Như Ý Tử. Phương Hàn chỉ cảm thấy Nhật Nguyệt Tinh Luân chấn động, bay ngược lại. Sau đó trên thiên hình thai tự xuất hiện một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, bạch y tuyết trắng, ngón tay thon dài, tóc áo tung bay, đúng là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ vừa xuất hiện, cũng không nói lời nào mà lập tức động thủ, bốn đạo tinh quang trực tiếp bao trùm lấy Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, sau đó chấn động, hai tiên hai lão trực tiếp bị đưa vào trong đại điện tiếp khác, dưới thân thể bọn hắn xuất hiện một cái ghế tinh thạch dài, đồng thời tinh quang bao trùm lấy bọn họ. Đáng giận, Phong Bạch Vũ này thật sự lợi hại, bốn người chúng ta chính là vạn cổ cự đầu, vậy mà hắn chỉ cần phất tay, muốn nặn chúng ta thành bộ dạng gì thì nặn, lực lượng thật mạnh mẽ. Mỗi lần Lô Lan Bà bị tinh quang bao trùm, lập tức cảm thấy toàn thân không thể động đậy, pháp lực cũng không vận dụng được, hơn nữa trong đại điện, mụ kiệt lực muốn đứng dậy thoát khỏi cái ghế đá, nhưng lại không thể được, cự nhiên bị giam cầm. Trong lúc Phong Bạch Vũ phất tay, có thể nhìn ra hắn không hề khách khí, cưỡng chế để bốn người ngồi vào vị trí, thế nhưng trên thực tế là giam cầm bốn người. Hừ, bốn người này thật sự là không biết tự lượng sức mình, chuyện tình giữa Như Ý Tử cùng Phương Hàn người ta là nội bộ của Vũ Hóa Môn, đám tán tu các người lại hợp lực với Như Ý Tử, nhúng tay vào chuyện nội bộ của Vũ Hóa Môn, không trách người ta giam các người lại. Phong Bạch Vũ từ 3000 năm trước đã được xưng là một sát thần, không biết chu sát bao nhiêu ma thần, tiên ma hai đạo cao thủ, các ngươi chỉ là Tam Tiên Nhị Lão, là một con tôm nhỏ mà thôi. Phong Bạch Vũ chỉ cần nhấc tay cũng dễ dàng giết sạch các ngươi. Mấy người thấy một màn như vậy, lập tức cười lạnh nói, mấy người này là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, cùng một cấp bậc với Yên Thủy Thiên, lần này được Như Ý Tử mời tới làm chứng. Bọn họ tuy mang theo uy nghiêm của Thái Nhất Môn, thế nhưng cũng không dám tùy ý dương oai tại Vũ Hóa Môn. Chư vị, hôm nay là ngày giải quyết ân oán giữa một vị chân truyền đệ tử với một vị trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta, đây không phải là một chuyện vui mừng gì, nhưng mà có oán báo oán, có thù báo thù, Vũ Hóa Môn ta vẫn đặt hai chữ không bình lên làm đầu. Sắc mặt Phong Bạch Vũ không hề thay đổi, thanh âm truyền tới lỗ tai của mỗi người, hôm nay tới quan sát trận chiến giữa Phương Hàn cùng Như Ý Tử trưởng lão, có đệ tử Thái Nhất Môn, cũng có trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, còn có rất nhiều cự đầu, bất quá ta không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay vào trận quyết đấu này. Như Ý Tử, Phương Hàn, các người cảm thấy thế nào? Trưởng giáo sư huynh, Phương Hàn kẻ này đại nghịch bất đạo, không biết kính trọng kẻ bề trên, hơn nữa hôm nay nguyện ý khiêu chiến với ta, ta không thể không nghênh chiến, nếu như ta giết chết hắn, hy vọng trưởng giáo sư huynh không nên truy cứu. Như Ý Tử âm lãnh cười nói, sinh tử quyết đấu, đều nghe theo thiên mệnh đi. Thanh âm của Phong Bạch Vũ không mang theo nửa điểm tình cảm, bàn tay tùy ý vẽ lên một cái, bốn phía quanh thiên hình loáng thoáng xuất hiện vô số vách tường thủy tinh. Trong lúc các người quyết đấu, có khi còn sử dụng thượng phẩm đạo khí, có khi bức bách nhau tới sinh tử tuyệt địa, tự bạo nguyên thần, ảnh hưởng tới không gian. Vì phòng ngừa pháp lực của các ngươi ảnh hưởng tới mọi người, ta liền phong tỏa phạm vi 5 vạn trượng hư không, các ngươi có thể tận tình thi triển thần thông. Vâng, trưởng giáo chí tôn. Phương Hàn nhìn vách tường thủy tinh bốn phía, biết đây là dùng thiên hoàng kính bố trí, không ai có thể phá vỡ. Vậy, các người bắt đầu đi. Thân thể Phong Bạch Vũ lóe lên biến mất không còn thấy đâu nữa. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.